Chào tất cả các bạn nhé. Để chuẩn bị cho Hoàng Hóa tổng kết cuối năm thì anh em Nga Sơn cũng đang giáo diết chuẩn bị những tác phẩm con cưng của mình mang đến Hoàng Hóa. Thì hôm nay Trung Mô Say cũng mặc dù là 6 rưỡi rồi nhưng mà vẫn chia sẻ cho anh em một vài tác phẩm tại vườn cây Đao Phủ Hồng đây. Với những tác phẩm này thì cũng có thời điểm anh em tôi cắt ra, có thời điểm chưa cắt ra thì anh em cũng chưa nhìn ra. Chia sẻ anh em đây là một trong những tác phẩm xanh Nam Điền, dòng xanh mà anh em đang hot trên cộng đồng mạng. Đây là một trong những cây long hóa, long dáng rất đẹp, nhỏ, nhắn mini thôi, không có gì để cho anh em so sánh. Nhưng mà đây là cũng là một trong những cây mà mua được cách đây 5 năm rồi tại vườn anh Toan Hải Anh. Thì hôm nay là tác phẩm nó tương đối hoàn thiện rồi thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho anh em. Với những tác phẩm này thì bác nào chơi thì tiếp tục chăm sóc tiếp. Còn cây thì nó cũng đang hóa mà cũng đang... nói về hồng răng bonsai mini thì đây là trong một trong những cây cũng rất là gọn gàng, chuẩn chỉ. Kỳ này thì Đao Phủ Hồng cũng xuống một vài tác phẩm để Trung Bonsai ghé đây để chia sẻ luôn cho anh em nhé. Đây là cái si ba vai. Cái si này già lắm, trước nó một cái cây to nhưng mà ông Hồng cũng đục đeo cắt đi, chỉ sửa lại vì trước nó tốt lắm, sùm luôn. Anh em nhìn thì anh em tưởng là củi nhưng mà đây là một trong những cây si búp đỏ, hồng si ba vai. Đấy. Cái này thì nếu anh em nào mà kết thì khoảng độ 25, 26 triệu là ông Hồng cho ra. Đây là một trong những cây mà nó cũng tương đối hoàn thiện rồi. Lá vun vún nên đẹp lắm. Anh em nào mà buộc kết thì alo nhá. Đấy. Đấy, thực ra là ông Hồng thì nhà ở trong nhà rất kín. Số điện thoại là 0977 845 770. Đấy, số điện thoại của Đao Phủ Hồng thế. Còn nếu anh em nào mà buộc kết hơn nữa mà muốn chinh phục em nó tiếp tục thì có thể alo trực tiếp cho Trung Môn Sai theo số điện thoại là 0978 396 477. Mình sẽ có cái dịp kết nối với anh em dễ hơn. Rất ít vì đằng nào ông Hồng đối diện nhà Trung Môn Sai thôi. Đây này, keo kiếp đang còn này. Buổi sáng này thì ông cũng làm cây nong này. Cái nong này ngày trước nó giao dịch từ trong miền Nam ra miền Bắc là cũng được cắt đi, mới vừa rồi cắt đi, đang được chỉnh sửa. Bộ bệ thì kỳ tới nữa ông nói là cây khỏe lên rồi tiếp tục làm tiếp. Ở đây cây nó như này thì các bác anh em tham khảo thôi. Những cái cốt như này bác nào tư duy tốt thì miễn sao nó già là được. Vừa rồi cũng có rất nhiều những cuộc lùm xùm trên mạng. Trung Môn Sai thì kỳ rồi cũng bận công tác công việc gia đình nên là cũng không đi quay được, nhưng mà thế là thôi thì lộc ai người đấy hưởng. Mỗi người đều có một tiếng nói, đều có cái đúng có cái sai. Cây cối thì mình luôn luôn hưởng ứng mọi người. Người ta có thành công được, người ta có tiếng nói. Mình đôi khi không thành công được thì mình cứ nói thế này thế kia. Tranh luận thì nó muôn 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 vàn muôn vẻ. Đây, có ông bảo cây này rất già, còn có ông bảo cây này chỉ là củi thôi. Đẹp chưa? Kỳ Noel thì đang về rồi, chỉ còn 4 ngày nữa, 3 ngày nữa là đến Noel rồi. Cùng chúc anh em yêu cây cảnh trong mọi nước một mùa Giáng sinh an lành, thành công, tiếp bước một năm mới mọi sự như ý. Trong một cái năm 2021 rồi thì anh em biết là quá nhiều những sự kiện đã được diễn ra. Ở đến năm 2022 thì cũng nhiều những cái vụ bom tấn được giao dịch rồi. Không biết là năm mới này, năm 2023 sẽ có nhiều cái gì biến chuyển trong làng cây cảnh không. Nhưng Trung Môn Sai thì cũng như anh em yêu cây cảnh thôi, cũng muốn cùng anh em đồng hành, chia sẻ kết nối cái giá cả cũng như là một số cái cây mà anh em được thừa hưởng của những anh em YouTuber. Anh em YouTuber thì đang đi làm rất là nhiều trên các nền tảng rồi, anh em có thể là dựa vào đó mà tham khảo nhé. Có những cái cây như cây này ngày xưa cũng là một trong những cây gọi là trực khóa ấy, nắc lên trên rất nhiều bông, cũng cắt được tầm 2 năm rồi đó. Cây nào không phải nhanh đâu. Có những cây cắt xuống thì cũng nói thật với anh em là cũng đã bỏ đi rồi. Có những cây cắt đây là sự thành công của người thợ, mỗi người một phong cách làm thì cũng đã thành công rồi. Này, như cây này ngày trước nói thật với anh em mua chỉ có 4 triệu đến 6 triệu thôi, Nam Điền xịn. Nhưng mà giờ thì nó lại khác rồi. Đấy nhá các bác nhá, các bác tham khảo đây. Bác nào kết ở phôi nào thì alo, và phôi nào mà Trung Môn Sai biết giá rồi thì mình có thể alo, không thể cho anh em tham khảo. Anh em không tham khảo được thì có thể alo trực tiếp cho Trung Môn Sai thì sẽ có cái giá hợp lý, mình cũng sẽ tác động của đó thì nó sẽ rất là dễ thôi. Anh em hoặc là anh em có cái lịch cụ thể về Nga Sơn, ăn gỏi cá Nga Sơn. Đây, như cái này. Bác nào kết thì
alo sớm. Giá mà ông Hồng đưa ra cho anh em 100 triệu. Đấy, 100 triệu cây này. Còn đắt rẻ hay không ấy là do người chơi cũng như người chủ vườn người ta quyết định hết. Anh em có thể alo trực tiếp. Kết nối thì nó dễ hơn. Còn cây này thì nói rẻ thì rẻ, nói đắt là đắt. Có những người thì người ta có thể chia này chia nọ chia kia. Nhưng mà đấy là tùy thuộc vào mỗi túi tiền của mỗi người. Tiếng chuông nhà thờ đang ngân lên rồi thì cũng là cái những cái lúc thời điểm mà chắc chắn là anh em biết là nhớ anh em tối rồi. Nếu bác nào mà kết nối được sớm thì có thể là những tác phẩm nó còn những cái cây đây như con này là siêu đẹp luôn. Để mà có một cái cây này chắc chắn anh em xem lại cái clip cách đây 3 năm trước chúng tôi có giao dịch tại Thanh Hóa đây thì lúc đó nó rối tung rối mù, cây nó nhiều rễ lắm, bết tai cành, nói chung là dài. Nhưng mà cũng đã được ông Hồng gọt và chỉnh sửa lại. Nói chung là mỗi người một sở thích. Đấy, bây giờ cây nó sẽ rất là rụt rịt và côn. Một trong những cây sau này cốt trực dáng làng, cốt dáng làng đầm, luôn già này. Thì cũng là một trong những tác phẩm mà chúng tôi cảm thấy là được. Anh em nào tiếp tục thổi hồn thì đây gã lô cho ông Hồng. Đây, xanh quê mà lá như này. Nếu mà anh em nhìn thì cây này lá đẹp nhất trong dòng xanh quê. Lá đẹp lắm, như hột ngô luôn. Đấy, ông Hồng thì sở hữu nhiều lắm, rất nhiều những tác phẩm, những cái phôi. Chúng Bonsai cũng đã tiện ở những video trước cũng đã chia sẻ rồi. Anh em kết nối sớm nhé, vui vẻ thì anh em vui vẻ cuối năm thì chắc chắn là có cái giá yêu thương thôi. Cũng không phải khó khăn gì. Nhiều khi có những chủ vườn anh em chúng tôi đã quay rồi, người ta đòi giá rất cao. Nhưng quan trọng ai là người thiện chí mà hiểu được giá trị của nó thì có thể là cùng Đa Phủ Hồng cũng như cùng tất cả các nhà vườn kết nối đó. Còn cái giá thực ra là anh em cũng thế, tôi biết đấy, chơi cây quan trọng lắm. Để mà có những cái thước phim này thì anh em chúng tôi cũng đã cất công đi rất là xa. Anh em cứ hỏi xem mà anh em YouTuber được các nhà vườn như nào. Đấy, rất là xa những nhà vườn để chia sẻ một cái thước phim lên cho anh em để anh em tham khảo thôi, không ngoài mục đích gì. Nếu mà bác nào mà thiện chí, những nhà vườn người ta thiện chí, người ta báo giá cho anh em thì anh em có thể là qua đó mà có thể tham khảo được nhá. Như cây này cũng ông Hồng cũng còn đòi cái giá còn 70-80 triệu, giao lưu nhanh siêu u cục luôn, già lắm rồi. Trước đó thì mua của thầy giáo Kền cách đây cũng lâu rồi đấy. Nếu tiền công tưới không phải nói là trăm cây anh em biết rồi, tưới cây không cũng đã rất là vất vả rồi. Để ra một cái thành quả chắc chắn là phải là người thực sự yêu và đam mê cây, hàng ngày chăm sóc nhìn đến các em nó, các sản phẩm của mình. Đây, một cái cành nhỏ nhỏ mà cũng đã thành cây rồi. Kỳ tới này thì mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em nhé. Kỳ tới còn rất nhiều những cây bên ngoài kia ông Hồng cắt ra thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em tiếp. Anh em chờ xem, đừng quên nha, ấn nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Đây, quay lại vườn Trung Bonsai. Trong cái tháng vừa rồi thì mình cũng chuyển đi rất nhiều những tác phẩm trong vườn rồi. Bây giờ có quay lại thì anh em biết là thiếu hụt rất nhiều những tác phẩm con cưng của mình. Kỳ này thì Trung Bonsai cũng sẽ vào một vài tác phẩm trong cái dịp Tết năm nay. Những tác phẩm đang được chăm sóc tiếp. Đây, cũng rất may là vừa rồi ông Hồng cũng để cho tác phẩm này, một trong những cây trực quá ưng luôn. Mình ưng rất là lùn nhé anh em nhé. Đấy, trước có thời gian xuống lá thì vì mấy hôm nay là do là lạnh, thời tiết này quá lạnh luôn. Quay mà trong cái lúc anh em tối này thì cũng không sướng cho lắm, nhưng thôi cũng cố gắng chia sẻ tới cộng đồng mạng cũng như anh em để cho anh em có cái lúc rảnh rỗi cảm nhận. Đấy, muốn tham khảo thì anh em cứ vào alo cho Trung Bonsai nhé, theo số điện thoại là 0978 396 477. Đây, xuống lá này.
cây này đều xuống lá rồi nhưng mà chưa có thời gian xuống. Cây phu thê giao duyên. Cây này kiếm cái chậu đá bỏ sang thì cũng châm hết. Mình cũng điểm tin qua một chút thôi, hình ảnh này thôi. Anh em nào mà có dịp về Nga Sơn thì alo sớm cho chúng một xài nhé. Đấy. Chạy những cành. Đây anh em. Còn nhiều tác phẩm nữa mà Trung Bông Sai muốn chia sẻ nhưng mà thôi cũng do thời gian thời lượng, Trung Bông Sai cũng xin dừng video đây. Hẹn là tất cả anh em video sau đi. Có những anh em đang gọi kia rồi. Cây này vừa qua quyệt phát cảnh mất rồi anh em nhá. Đây chỉ là một cái góc vườn nhỏ nhỏ của Trung Bonsai thôi. Còn nhiều cây, nhiều tác phẩm nữa mà chưa đưa về. Hẹn anh em ở kỳ tới thì cũng đồng hành tiếp anh em một video nữa để chia sẻ cho anh em nhé. Bác nào lướt qua được thì ok. Đấy. Toàn cốt Nam Điền này. Cốt xi này là mua của em Hoa Đại Nhân này. Chưa làm đẹp lắm cốt này mai về nha. Bác nào kết thì alo sớm cho Trung Bonsai ưu ái nhường lại cho anh em một cái cốt, lấy tiền chơi Tết đây. Nhìn ngoài phê luôn, để mai lọc hết cho anh em xem. Phúc này mai lọc lại, chỉnh sửa lại một vài chi tiết không dư thừa, không cần thiết. Cốt đầm đùn đặc như này. Đấy. Giá tiền chục thôi. Anh em nào kết thì alo nhá. Gửi anh em cái lọc đầu năm này. Đấy. Đây là xì búp hồng cánh sen. Dòng siêu VIP. Á lùn luôn này. Chưa đến gang. Chưa đến 20. Bỏ bàn thôi. Bác nào kết thì giao lưu bỏ bàn là đẹp.